dòng thời gian của tình yêu. Đây là chủ đề lần này tôi muốn làm. Địa điểm là thôn quê. Thôn quê ngoài việc là di sản văn hóa của Hồng Kông, quan trọng hơn nữa, lịch sử mà nó đại diện rất phù hợp với chủ đề của chúng ta, cũng giống như bản thu nhỏ của xã hội. Tường dây chịu áp lực của các dạng quy định trong xã hội và truyền thống, làm cho tình yêu không chỉ đơn thuần là tình yêu nữa. Phải chăm lo gia đình, cuộc sống với lại những kỳ vọng xã hội khác nhau, làm cho chúng ta không thể tránh khỏi bị xã hội đồng hóa. Nên tôi hy vọng buổi triển lãm này có thể giúp mọi người cảm nhận được các tình nhân hiện nay ở Hồng Kông ra sức yêu đương bên trong bức tường cao, ở không gian giới hạn và sự tự do này. Tôi có một đề nghị, nếu lấy hình của Say và Trish cùng đem ra so sánh rồi trình bày, hai người thấy sao? Tôi thích ý tưởng này, nhưng tôi cảm thấy không nhất thiết phải so sánh, có thể thử thiết kế lại. Tôi muốn phỏng vấn Heyman và Celia. Tôi cảm thấy câu chuyện của hai người rất thích hợp với triển lãm ảnh này. Tôi không phản đối. Kéo luôn hai người vào cuộc, mọi chuyện càng có tiếng vang hơn. Ừ. Thôi đi. Sao vậy? Bình thường anh nói có mời cũng không mời được Chris mà. Bây giờ cô chụp hình cho chúng ta. Đi mà, chụp đi. Hai người quen nhau bao lâu rồi? 5 năm rồi. Sao quen vậy? Là một kịch bản rất cù lần. Hay lại nói đi. Lúc đó tôi vào bệnh viện, còn cô là bác sĩ. Trong hai người ai chủ động trước? Là tôi. Lúc đó tôi tan sở thì ở lại cùng ảnh trò chuyện suốt cả đêm. Lúc đó anh nhập viện vì chuyện gì? Quá liều. Lúc tôi vào nhập viện không còn nhịp tim nữa, cũng nhờ cô kiên trì hồi sức. Hôm nay tôi mới có thể ngồi ở đây. Lúc đó tình trạng của tôi rất xấu, cũng may là gặp được cổ. Cổ không chỉ cứu mạng của tôi, còn giúp tôi sống ra hồn. Thì ra hai người đã trải qua nhiều chuyện, hèn chi cô có thể chinh phục được Heyman. Bình thường hai người quen nhau thì thích làm chuyện gì? Chúng tôi thích nhất là nghỉ làm thì ở nhà, coi phim, nấu cơm, với lại chơi đùa với con chó. Không thấy buồn tẻ hả? Tôi cảm thấy bình dị cũng là một hạnh phúc. Anh có nghĩ sẽ đám cưới hay không? Có, sang năm. Gì chứ, lần trước ăn cơm với ba má, có nói sang năm là năm tốt mà. Anh cũng nói tốt mà. Anh có nói sao? Về nhà mới nói có được không? Không sao. Thật ra chúng tôi cũng quen nhau lâu rồi. Đám cưới có thể từ từ tính cũng được. Hay là như vậy đi. Nói về con chó của hai người đi. Hay lắm, con chó của tôi tên Cục Cưng, nó tròn vo giống như trái banh vậy, dễ thương lắm. Nó đã 13 tuổi rồi, nhưng bây giờ có thể lúc nào cũng không khỏe, suốt ngày đi khám bệnh. Sao lại trốn ở đây một mình vậy? Sao không ra ngoài tận hưởng? Ra ngoài chỉ toàn trả lời những câu hỏi dư thừa, phí thời gian. Người ta chỉ muốn tìm hiểu cô nhiều hơn thôi. Vậy thì tôi càng không biết làm sao trả lời họ. Sao à, cô ở đâu vậy? Cậu quỷ ơi, cha đã lâu rồi không gặp. Cậu sao rồi, làm gì ạ? Chẳng chắc hơn nha. Cậu cũng vậy. Lúc nãy tổ chức triển lãm hình như ở đường kế bên, giúp ảnh gia của buổi triển lãm hôm nay, cô Say. Chào. Bạn thân của tôi, cậu quỷ. Nè, vườn rau trồng tới đâu rồi? Cũng được lắm, ăn được rồi. Chà, về phải coi mới được đó. Gã này nè, lúc trước sau khi tập ban nhạc xong, nửa đêm, nửa hôm thì đòi đi coi tranh. Sau đó bác mới đưa chúng tôi lén vô bảo tàng đó. Bây giờ tôi nghĩ lại cũng cảm thấy cậu ta bị điên đó. Nếu để người ta bắt được chắc chắn sẽ phải ở tù. Nửa đêm nửa hôm người ta về hết mới có thể từ từ thưởng thức thôi. Gã này có nhiều ý tưởng tồi, cái gì cũng dám làm hết á. Lúc nào chúng tôi cũng nói trai á thì bị cậu ta dạy hư, gái á bị cậu ta tán hết trơn luôn đó. Gì vậy đâu? Không tin cậu kìa. Nè, biểu diễn ra đường cho người ta coi đi. Chà, đã lâu rồi không có chơi, không biết đâu. Không được từ chối đâu, ha. Quen cậu bấy lâu nay, vẫn thua lỗ như vậy. Nhanh lên đi, bắt nhịp cho cậu nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh hiếm khi về đây sao? Phải, thỉnh thoảng về đây uống ly bia, hát vài bài thư giãn một chút. Thật ra không phải là tôi cưu mang cầu quỷ, mà là cầu quỷ cưu mang tôi. Mỗi lần tôi về đây giống như quay lại ngày xưa vậy. Muốn làm gì thì làm. Thật ra anh không nhất thiết phải thay đổi. Lúc nào anh cũng có thể làm lại chính mình mà. Sáng rồi thì sẽ thành tối, người sẽ già đi, tình sẽ biến chất. Cho dù cô trân trọng cái đó thế nào cũng không thể ngăn cản nó thay đổi. Có gì mãi mãi không thay đổi chứ? Hay là cô nói tôi biết đi. Ê, hát xong rồi ạ? Phải, sao cô tệ vậy? Lần nào cũng say hết. Vui quá thì dễ say hơn. Sao, tối nay ở lại qua đêm hả? Đâu có, dọn dẹp xong sẽ đi ngay. Nè, lần trước anh làm sao lẻn vào viện bảo tàng vậy? Sao hai người vào đây được? Ở đây không cho chụp hình. Chưa ngắm xong sao? Ban đêm người ta về hết mới có thể từ từ thưởng thức. Tại sao anh giúp tôi? Tôi không biết. Có thể là cảm thấy cô giống tôi ngày trước. Về mặt nào? Chỉ nhìn thấy những thứ bản thân muốn thấy. Hẹp quá, tự đề cao mình quá. Có thể tôi nhìn thấy những thứ người khác không muốn nhìn thấy. Thế giới hình ảnh mãi mãi không thay đổi, mãi mãi lưu lại thời khắc đẹp nhất. Vậy tức là tự lừa dối mình rồi. Vậy thì sao chứ?